Xin chào anh em chú bác quan tâm đến kênh Quang Tuấn Hình nha. Hôm nay đầu tuần ha, chúc anh em sức khỏe, công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn nha. Hôm nay thì lên cái video nó hơi trễ xíu, anh em thông cảm ha. Sáng mình hơi bận tí cho nên không lên kịp, anh em rất là thông cảm với mình nha. Tại vì có nhiều anh em hỏi thì lên video cụ thể là thời gian nào anh em nha. Thì mình thì thường là mình sẽ lên tầm khoảng một giấc là từ tầm 11 giờ tới 12 giờ trưa anh em nha. Đó. Khoảng thời gian anh em nghỉ trưa á, và nếu mà lên kịp nữa thì sẽ một cái video tầm từ 7 đến 8 giờ tối nha anh em nha. Đó, thì hai cái giờ mình sẽ hay lên nhất ha. Anh em mà muốn cập nhật kịp thời nhất thì anh em bấm đăng ký và anh em bấm cái chuông thông báo bên cạnh ha, để khi mình lên video thì nó sẽ cập nhật vô các cái thiết bị của anh em ha. Rồi, rất cảm ơn anh em nha. Mình sẽ giới thiệu nhanh với anh em hôm nay 15 số anh em nha. Cái lúc trước thì mình chưa, bây giờ mình đang trên YouTube á, nhưng mà mình có chụp hình bên Zalo. Thì loại này ha, là hai cái loại dao. Rồi trước mình chỉ chụp mỗi cái dao Seki mà chuyên cái chặt xương này anh em ha. Cái loại này thì chắc anh em phải chặt từ xương heo, xương bò cho lên ha, bởi vì size rất là lớn. Thì mình có nói qua là mình không chuyên bán về mà các cái loại mà dao mới mà loại có số lượng như vậy ha. Nhưng mà cũng có một số anh em đã từng mua hàng của mình thì có dặn là lấy về ha. Đợt này thì mình có lấy về ít thôi, mỗi loại tầm 3 cây thôi nha. Đó. Thì đợt trước mình cũng có tìm hiểu sơ thì mình thấy như nó cũng có hai loại, nhưng mà mình nghĩ chắc nó cũng không có chênh nhau về cái chất lượng quá nhiều anh em ha. Cái loại này thì cái vỏ nó là màu màu đen nha, và nó có gạch vàng ha. Còn cái nữa thì nó gạch trắng nha. Đó. Thì nó thì khác ở trên này một tí là bên này nó có thêm cái dòng bên này ha, nó là made in Japan, nhưng mà mình theo mình thì cái chữ đó thì nó cũng không có mang nhiều ý nghĩa đâu. Đó. Cái chất thì anh em cầm lên thì thường cái loại này thì nó không phải sản xuất của Nhật nha anh em nha. Nếu mà anh em nào mà chuyên bán cái này thì mình cũng đưa ra cái ý kiến nó chủ quan của mình thôi, anh em thông cảm ha. Đó. Nhưng mà phải nói là về cái độ hoàn thiện của hai cái này nó ở mức rất là cao nè. Đó. Hàng xuất Nhật thì nó phải ở một cái mức nó như thế nào thì nó mới được xuất anh em ha. Đó. Nói chung chất lượng nó rất là cao, mình thấy thì có lẽ là nó hơn so với các cái cây bán ở trên Shopee hoặc là ở trong mấy siêu thị ha. Giá nó thì thật sự là rất là tốt luôn ha. Giá nó rất là tốt. Cái cây này nó nặng tầm 720 gram nha, tính luôn hộp, tính cái dao không ha, 720 gram. Này có lẽ là 5 ly. Nó cầm nó rất là nặng đây. Đo thử ra. Cái sóng nó 5 ly anh em nha, sóng 5 ly ha. Hàng này là hàng chưa sử dụng mới 100%. Ở đây thì với cái góc dao này thì đúng kiểu dao chặt, góc góc rất là lớn. Thì anh em chặt nó sẽ đỡ hao dao, nó không có bén ha, nó không có thì cái độ bén, nhưng mà nó sẽ anh em chặt xương nó sẽ rất là ok luôn ha, nó chuyên mà. Rồi, anh em thấy nó thì nó về bề ngoài độ hoàn thiện nó rất là cao nè ha. Nhưng mà mình cũng có nói ha, cái này mình nghĩ là sản xuất của Trung Quốc thôi. Lưỡi nó tới 19.5 anh em nha. Lưỡi rất là dài. Và cái này nó dài tới 29.5. Cái nơi rộng nhất của nó là tầm 10 phân. Đó, thông số nó rất là rõ ràng rồi anh em ha. Loại này thì cầm nó sẽ rất là vừa tay rồi. Đó, em vác hai bên cho nên em thuận tay nào cũng chặt được hết ha. Đó, cái này thì là giá 290 ngàn một cây anh em nha. Đó. Cái này thì sẽ thì giờ ví dụ như anh em lấy một cây hay là tầm 5 cây trở lên thì giá nó cũng như vậy thôi anh em ha. Trừ khi anh em lấy nhiều hơn thì anh em liên hệ nha. Tầm 10 cây trở lên thì anh em liên hệ ha. Chứ còn ví dụ như 5 cây đổ lại thì giá nó vẫn như vậy, anh em rất là thông cảm nha. Đó. Tới cây thứ hai là một cái cây dao Thái ha, cũng là của Seiki Japan ha. Đó. Thì anh em thấy nó có vân Damascus ha, nhưng mà cây này thì vân này có lẽ là vân giả thôi. Đó. Nhìn những cái loại này mà hàng xịn thì nó tính tiền triệu anh em ha. Ở cái này giá 200 ngàn anh em nha. Cái này đúng là nó cũng rất là đẹp anh em ha. Hàng lơ ngơ với thì không so được với nó anh em nha. Nhưng mà hàng này thì nó cũng giống như cây kia thôi. Mình nghĩ cũng là hàng cái bên thứ ba nào đó, nó
một cái bên nào đó nó sản xuất, nó xuất qua Nhật thôi chứ không phải sản xuất qua Nhật đâu anh em nha. Đó. Cái vỏ này anh em nha, vỏ này anh em thấy ha, cái hàng Nhật á không bao giờ mà để trống sâu như vậy đâu. Đó. Nó phải có thêm một số hướng dẫn hoặc là một số cái thông số gì đó về cái chất thép hay gì đó làm cho nó phải đầy đủ một tí, nếu không thể nào trống trơn như vậy được. Mình xem cái này, cái vỏ phía sau anh em thấy ha, nó không có đó. Cái hộp nó thì nó cũng khá là đơn giản thôi anh em, cái hộp này thì mình thấy nó khá là khác so với các cái hộp bán trên Shopee ha. Thì nói chung tùy giá tùy chất lượng thì anh em có thể cân đối nha. Đó, cái này thì nó cũng vậy, nó hàng nó chưa sử dụng, nó rất là bén nha anh em. Cái này thì anh em gọt giấy nó rất là ngọt ha, vì độ bén nó còn rất là tốt, hàng hàng brand new 100% luôn anh em ha. Rồi cái này cái lưỡi nó là 17.5 nha, cái cán nó là tầm 30.5, bán rộng 4,5 phân. Cái này là quá đẹp luôn anh em ha, đẹp xuất sắc luôn. Đó. Hàng mặc dù không phải là, mình nghĩ không phải là hàng chuẩn của các anh Nhật làm đâu, nhưng mà nếu mà có phết chắc cũng phết loại một, rất là đẹp luôn, quá là đẹp luôn ha. Rồi nói chung anh em sắm một cặp này thì anh em làm bếp cũng khá là được việc rồi ha. Cái này là Thái ha, chuyên Thái nha. Rồi cái số 2 giá 200 anh em ha. Rồi tới combo số 3, combo số 3 hôm qua thì mình đã bán ha, thậm chí là chuyển khoản luôn ha. Nhưng mà nó có một cái nhầm là do mình nói thôi chứ không phải là do gì, nên nhìn đây thì là nó là từ 1.5 cho tới 6 ha. Nào, hôm qua mình nói nhầm tới 8 do hơi mờ cho mình nhìn nó nhầm tí thôi ha. Đó. Thì cũng là bộ đó anh em nha, nó gồm 2 4 6 8 cây ha. Đó. Thì thường là nó sẽ như vậy, từ từ là 1.5 cho tới 6 là nó ngắt ha. Còn nếu mà có một cái loại nữa thì nó sẽ gặp bên này thì từ 8 ha, cho tới 12 là ba cây, nhưng mà 12 thì anh em sẽ ít dùng ở trong gia đình, chủ yếu thợ mới dùng trên 10 thôi ha. Đó. Là cái bộ này là nó nằm trong hộp là chưa sử dụng anh em nha. Rồi anh em nếu mà lấy cái bộ đó thì là giá 60 ngàn ha. Đó. Đồng thời nếu mà anh em muốn lấy thêm 8-10 ha, hai cây này thì chỉ cần cái cây số 8 này là nó nặng gần như bằng cái bộ kia rồi anh em nha. Đó. Cây 10 này cũng vậy ha, nó rất là nặng. Anh em nghe 8 với 6 nó không có trên bao nhiêu ha, nhưng mà về cái độ nặng của nó thì hai cái này là nặng hơn cái bộ này. Và chắc chắn là hai cái này nó xịn hơn cái bộ này nha anh em nha. Hàng này là hàng, nói chung là hai cái này là thép nó tốt hơn cái này ha. Đó. Thì anh em luôn làm luôn bộ này thì cũng rất là đầy đủ số, đặc biệt là nếu mà anh em mà muốn tìm cái hàng này mà để nó full số như vậy nó rất là khó anh em nha. Đó, nó về nó cái số nó trùng rất là nhiều, đặc biệt số 8, số 10 á. Nó trùng cực kỳ nhiều luôn anh em ha. Rồi. Ok, combo số 3 giá 90 ngàn nha. Tới combo số 4 ha, combo số 4 là cực kỳ hay luôn. Đó là một cái bộ mini nhưng mà nó rất là nhiều số cho anh em ha. Lần đầu tiên bán một bộ mini mà nó được nhiều số như vậy ha. Một cái cần ha, cần này thì tuy nó hàng trơn nhưng mà nó cũng có cái thông số này ha, cho nên nó xịn hơn so với cái cần trước mình bán là cần này. Nó xịn hơn anh em nha. Dạ. Anh em cầm vô thì anh em sẽ thấy được nó cũng rất là chất anh em ha. Và anh em thấy được cái phần đảo chiều chỗ này ha, nó làm rất là cầu kỳ ha. Đó. Thực ra nếu mà anh em tra cái mã này đôi khi ra cái hãng gì đó ha, nhưng mà ở đây thì nó ghi cũng không được rõ ràng lắm ha. Đó. Nói chung là hãng này thì chất nó còn khá là tốt anh em nha. Cây, xin lỗi anh em nha, cái cây này thì mình chưa kiểm tra ha, nó hơi cứng, xoay nữa hơi tuông rồi, thì mình lấy thay cho anh em cây này ha. Cái này thì cũng là 1/4 ha, nhưng mà nó to nó dày ha. Đó. Chưa kịp vệ sinh luôn anh em nha, cái này thì mình trước khi ra mình sẽ đánh sáng cho anh em ha. Cái này thì nó chắc chắn nó xịn hơn hẳn rồi, rồi giá mình không tăng luôn anh em nha. Cái này thì rất là ngon lành luôn, chắc chắn là nó đẳng cấp hơn cái cây này là cái chất anh em nha. Đó.
Ok, nên thông cảm ha, mình lên buổi tối hơi vội mình chưa kịp kiểm tra. Nhưng mà mình thay thế cho anh em một cái cây nó chắc hơn ha. Đó. Nó combo số 4 là 150 nha, nó gồm có một cái cần nè, một cái đầu nối và đặc biệt là một cái đầu tạm gọi lắc léo đây anh em á, nè, một cái đầu nối nha. Hàng này là hàng nhỏ thì anh em kiếm được một cái bộ full như vậy nó khá là khó ha, cái đầu 3 phần 8 thì nó dễ hơn. Một cái lắc léo nha, số thì nó rất là kín luôn. Số là từ 4 nha. 4 nha, 4.5, 5, 5.5, 6, rồi 8, 10, 11, 12, như là 9 đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đầu anh em nha. Đó. Tới 12 luôn anh em ha. Rồi ok, bộ số 4 giá 150 nha. Tới bộ số 5 là một bộ cho anh em xây dựng ha. Đó. Một cây quấn thép còn xoắn, xoắn thép còn rất là mới luôn. Hàng này size nó cũng tương đối là lớn. Nó có một loại size nó ngắn hơn ha, mà nó làm cán lò xo, cái này dài hôm 6.5. Cái này nó có nhãn hiệu đàng hoàng anh em ha, nào, không phải là hàng thủ công, không phải hàng trơn nha. Nào. Rồi. Một cái đầu dọi 550 g, cái đó thì quen thuộc rồi ha. Nào. Còn khá là mới và thêm một cái thước thủy anh em nhét túi được ha. Cái này rất là gọn. Và nó làm bằng gỗ em nha, dài 23 ha. Cái bảng nó thì là 3 phân. Đó, cái này còn khá là mới ha. Rồi, combo này thì giá rất là tốt ha, số 5 200 ngàn nha. Tới số 6, số 7 là hai cây kềm MCC, kềm cộng lực size 300, cắt được 6, cắt được 5 ly, cắt được 5 ly nha. Hai cái này thì phải nói là cái mép nó còn rất là mới luôn em. Đợt này thì mình lựa từ rất rất là nhiều cây á, mới được hai cây này. Loại này thì mình còn khá là nhiều nhưng mà cũng chưa vệ sinh được nè. Thứ nhất là do nó bị cứng quá. Nếu mà anh em nào mà thích về từ vệ sinh thì có thể add Zalo mình gửi cho anh em ha. Giá thì nó sẽ tốt hơn tí. Đặc biệt là cái mép nó còn rất là đẹp anh em nha. Cái mép này thì phải nói là như mới luôn, rất là hiếm ha. Hàng qua sử dụng rồi thì rất là ít có cây được như vậy. Cái này là cái loại form này thì nó khác với form cán tròn này em ha. Form này nhìn nó cổ kính ha. Đầy đủ hai con ốc để anh em canh cái độ hở của lưỡi nha. Ví dụ như anh em mà thấy cái lưỡi nó hở quá thì anh em vặn quá theo chiều kim đồng hồ nha. Nhưng mà trước khi anh em vặn được á thì anh em phải nhả con ốc này ra ha thì anh em mới vặn được. Còn nếu mà anh em thấy nó khít quá ha, nó chồng lên quá thì anh em vặn xuôi lại thôi. Ở đây thì mình canh nó cũng tương đối là ok rồi ha. Anh em để ý thì cái lưỡi zin của nó sẽ như vậy nha, nó sẽ hơi hơi chệch một tí xíu nha anh em. Hai cái lưỡi khi mà sát nhau thì nó sẽ không có đè hoàn toàn 100% lên nhau, nó hơi chệch một tí xíu thôi. Thì để cho khi mà ví dụ như lỡ anh em canh sát thì hai cái lưỡi nó độ cứng như nhau mà thì nó không có làm hỏng thôi ha. Anh em thấy hàng ship đàng hoàng, hàng rất là cổ mà còn rất là mới, giá thì rất là tốt. Số 6 hai em rưỡi nha. Số 7 là một cây cán nhôm cũng của MCC luôn ha. Cây này thì cái mép nó cũng vậy nè, cái mép nó rất là ok luôn so với một cây hàng đã qua sử dụng đời này rất là cũ rồi anh em ha. Đó. Cáp nó cũng là 50 ly anh em nha. Cái loại này là nó chuyên cắt sắt phi thì anh em lưu ý là anh em không có dùng cắt sắt tấm hoặc là cắt cáp xoắn, cáp mà loại loại xoắn này kia được ha, nó không có đúng cái công năng của nó anh em nha. Nào, anh em cứ cắt sắt cây là anh em xài vô tư ha. Nó cắt là 5 ly, hàng này cũng là hàng rất là cổ rồi. Cái này nó có một cái điểm điểm trừ nho nhỏ. Anh em thấy tất cả ốc này ha, nó zin hết anh em nha. Có ốc zin này của nó là rất là quan trọng ha. Đó là nó dùng để canh được cái độ hở của lưỡi nha. Đó. Rất là may nó chỉ thiếu hai con tán bên kia thôi, nhưng mà ở đây là cái này nó có ren rồi cho nên anh em mà không có câu nệ việc đẹp xấu thì anh em vẫn sử dụng bình thường, không hề ảnh hưởng một tí gì tới cái chức năng cắt của nó hết nha. Đó. Cái nó cắn nhôm nha anh em thì nó sẽ nhẹ cái kia, anh em mang đi thì nó nhẹ nhàng hơn, và thường cắn nhôm thì nó sẽ đắt hơn cắn sắt kia tí anh em ha. Rồi cái số 7 vẫn 250 nha. Anh em lưu ý nó thiếu hàng ốc ha. 89 tiếp tục giới thiệu với anh em hai cây cúc chim nữa nha. Chim thì anh em liên hệ với kênh mình rất là nhiều ha. Đợt này về
Hai cây này thì nói chung giá ha, lấy vô thì nó mắc bình thường ha, nhưng mà giá mình bán ra thì vẫn y như vậy ha. Cây này ký rưỡi ha, giá 250 ngàn nha. Cây này thì còn rất là ok luôn ha. Cây này có logo này quen thuộc anh em nha. Logo này nó chiếm tỷ trọng cực kỳ lớn đối với cái hàng của chim này ha. 1,4 ký anh em nha, chính xác là 1,4 ký ha. Và nó dài 43, cái bảng của nó là 6,5 phân. Đây là một cái cây tầm trung anh em nha, tầm trung ha. Đây một cái cây size đại là cái cây này, nhưng mà cái cây này size đại là size đại về cân nặng thôi, chứ không phải size đại về cái chiều dài. Chiều dài thì nó sẽ có một cái cây nó cũng nặng 2,3 kg nhưng mà nó dài 55 56 ha. Cây này nó dài 50 à. Thì có nghĩa là nó sẽ dày hơn cái cây kia. Nó bảng nó rộng 8 phân anh em nha. Ở dưới này mình có chút sơ cho anh em tí ha. Nái này nó cũng không có phải lỗi gì anh em nha. Đó. Đó, mình chút sơ tí cho nó sạch thôi ha. Không có bị lõm bị gì vô hết, anh em yên tâm ha. Cái này thì nó là hàng không có mộc, không có logo nha, nhưng mà nó có đóng số ký đây. Hàng này nó thép nó rất là tốt anh em. Chung thép loại này rất là tốt, mình có nói ha, làm được cái cây này là tốn không biết bao nhiêu là thép, hay làm được rất là nhiều cái cây khác ha. Nói chung tiếng cái này nó rất là đanh ha, anh em nghe tiếng anh thấy nó cũng rất là chất anh em ha. Cây số 9 là giá 300 ngàn nha anh em nha. Đó. Loại này có mộc thì tầm giá 350 ha. Cái này còn cực kỳ đẹp luôn ha, nó còn cái ánh vàng vàng này anh em nha. Đó. Nước sơn zin, nước sơn nhũ của nó giờ nó vẫn còn luôn anh em ha. Đó. Đó, cái này thì rất là mượt ha. Cây số 9 là giá 300 nha. Đây là số 10 ha. Cây số 10 là cây kéo canh. Cái canh có một vài anh hỏi thì mình có đăng cái này là ha. Cây này thì loại này thì nó rất là quen thuộc rồi. Nó thông số nó rất là chuẩn rồi ha. Nó dài 65 nha. Cái loại này thì thường cái loại mà dài 65 này á, kể cả cán nhôm á, anh em, nó đã cắt được 10 ly rồi nha. Thì cái này nó phải tầm 10 ly là anh em vô tư ha. Đó. Cái này là hàng của Nhật ha, cái này là hàng của Nhật rồi. Có nhiều cây gắn nhôm thì mình phải xem thật là kỹ ha, còn cái này thì anh em yên tâm, hàng Nhật thép rất là tốt luôn. Anh em thấy hai cái mép trước sau ha, đó. Nó còn rất là nguyên luôn anh em nha. Cán cũng vậy ha, cán còn nước sơn luôn. Đó. Đó, cây số 10 này giá 200 nha. Dài 65. 64 65 ha. Ok, tới cây số 11 là một cây kéo cũng cắt cành ha, nó cũng rất là quen thuộc rồi ha. Nè. Cái cây này nó anh em nhìn nó thì form nó không phải là về cái dạng cổ giống như những cây thép đúc anh em nha, nhưng mà xài cái này anh em sẽ rất cực kỳ thích luôn. Nhất là nó rất là gọn nha, thứ hai là nó cực kỳ bền ha, loại này nó cực kỳ bền. Và nó có cái cơ cấu nó cái răng 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 anh em thấy ha. Đó. Khi anh em cắt nó đỡ trượt lắm, nó rất là đỡ trượt ha, cắt là ăn thôi. Đó. Và dưới này nó còn khoét một cái rãnh nữa. Đó, để cho cái này thì thật ra nếu mà anh em cắt dây điện nó vẫn ăn nha. Đó, nhưng mà mình nghĩ cái này nó chuyên mà cắt cành thôi ha. Đó, những cành nhỏ nhỏ thì anh em đưa vào đây cứng đó, nhỏ mà cứng nha. Ý là anh em mà thấy những cái cành mà nó cứng thì anh em đưa sát ở đây nè, gắt thì nó sẽ rất là đỡ hao kềm hao kéo cho anh em ha. Đó. Nói chung sử dụng bền hay không thì thường là do mình là chính anh em ha. Cái này là của hãng HM. À, thì cái hãng này thì bây giờ nó có kèm mới, bây giờ là nó có hàng mới là hàng Trung Quốc rồi anh em nha, nhưng mà cái này thì anh em yên tâm ha, hàng của Nhật rồi. Size này là size nhỏ nhưng mà nó có vỏ anh em nha, rất lợi hại ha, 16.5 17 nha. Cái này thì răng này kia còn rất là mới luôn ha. Tâm tư anh em nha. Tới cây 12 ha. Cây 12 thì anh em thấy là sang kia BB250 dài 225 25 cm. Cái form này thì mình nghĩ nếu mà mình tìm hiểu ra cái chữ BB này thì nó sẽ chuyên dành cho một cái công việc nào đó nha. Bây giờ anh em biết thường là cái này thì thường là vặn ốc hoặc là kẹp cái gì đó, nhưng mà với cơ cấu này thì mình thấy cái răng này anh em thấy nó hơi hơi, hơi cong lên ha. Đó. Anh em sẽ thấy nó hơi lạ lạ hơn so với cái kềm mẫu quả bình thường một xíu ha. Đó. Nhưng mà hàng này cũng rất là chất anh em ha. Đó. Đặc biệt rất là mới nha. Đó. Thường cái loại này thì anh em thấy hàng trơn nó cực kỳ nhiều luôn ha, dù sao nó có cái chữ Sankey lên nó cũng ok, nhưng mà nó có một cái nó không có cái dấu zip cho nên cái chất lượng của nó ở cái mức khá thôi anh em nha, khá thôi ha. Đó.
rồi cái là nó rất là mới, răng này kia nó còn rất là ok luôn ha. Đây 12 giá 550 nha. À, tới 13, 14 là hai cây kim kẹp ha, 13 là cây kim kẹp, cái mỏ cong anh em nha. Cái này thì chữ nghĩa rất là nhiều ha, đẹp. Nó dài 22. Loại này thì cái miệng nó nhỏ thôi, 22 ly anh em nha. Đó, nói chung còn rất là mới. Con tán nó rất là xịn anh em nha. Anh em nhìn con tán thấy nó có sự đầu tư rồi anh em ha. Đó. Mép này là có dấu kẹp nha anh em nha, nhưng mà còn rất là ok ha. Cái này thì cần thì mình rũa sơ qua cái là nó đẹp thôi ha. Đó, tới cái 14 là cây size khá là khủng anh em ha. Này đợt trước bán rất là nhiều ha. Cái này có chữ thêm tí thì nó tại đợt trước mình bán cây có chữ tầm tầm size này ha, tầm 250 ha. Thì với cái bảng này nè, vì nó chữ nghĩa nó nhiều hơn ha, nhưng mà độ mới thì nó cũng không có hơn cái này được. Cái này rất là mới luôn, giá thì thật sự cái này rất là tốt. Anh em thấy cái miệng nó tới 9 phân nha. Đó. Nặng hình như 6 lạng mấy lận. Cái này nó hơi nó về nó còn mới cho nên nó hơi xích xíu ha anh em. Anh em thấy nó hơi nặng tay xíu thôi. Thực chất cái này cảm giác đúng là chưa dùng nhiều luôn anh em ha. Đó. Rất là dày ha. Thép rất là tốt anh em yên tâm ha, thép này rất là tốt luôn. Rồi 1470 nha. Tới 15 ha, hai cây vặn ốc ha, tạm chẳng ba đi nha anh em nha. Rồi cái này là của hãng, nó đều có hãng hết chứ không phải hàng trơn. Còn loại này thì hàng trơn nhiều vô số luôn ha, với lại chữ L này kia đó, hàng trơn nhiều vô số luôn, hoặc là những cái hãng nó sản xuất cho các cái hãng xe ô tô á. Thì những cái cây này nó chất hơn so với các cái cây loại đó nha anh em nha. Đó. Và đặc biệt là cái chữ thập thì nó nhiều anh em nha, còn cái loại mà chặng ba này thì nó ít hơn. Đó. Chữ thập thì mình rất là nhiều. Và đặc biệt cái cây mà số nhỏ nhỏ này nó khá là hiếm ha. Đó. 10, 12, 14. Ba cái này thì anh em giải quyết được rất là nhiều việc, mà đặc biệt là anh em mang đi rất là gọn anh em nha. Và khi anh em vặn á, hai cây còn lại nó vô tình nó tạo thành cánh tay đòn cho anh em vặn rất là lực luôn ha, rất là lực. Nó vô tình thì không đúng ha. Nó cấu tạo là tất nhiên nó phải cố tình rồi anh em ha. Đó. Nó rất là thuận tiện cho anh em ha. Các cái đầu này anh em nhìn thấy tuy nó hơi cũ á, nhưng mà anh em thấy răng của nó nè, nó làm rất là cầu kỳ anh em nha. Đó. Chứ không phải nó làm đường ngang nha, nó làm đường hơi bo á. Gia công nó khó hơn ha. Này rất là chắc chắn nè, mỗi hàng nhìn khá là xịn nè. Rồi 10, 12, 14 và ba số cực kỳ cơ bản ha. 17, 19, 21 ha. Đó. Của ASH là Asahi nha. Có nhiều anh em thì do mình tiếp xúc cái hàng Nhật bãi chưa nhiều, anh em không biết cái hãng này, cái hãng này nó rất là chất anh em nha. Anh em phân biệt với cái hãng Asahi của Trung Quốc mới bây giờ ha. Nhưng hãng Asahi mới bây giờ là nó gần như tất cả các dụng cụ gì anh em cần nó đều sản xuất hết nha. Nhưng mà tất nhiên á là hai hãng nó không phải là một đâu anh em ha, nên lưu ý nha. Đó. Rồi, cái này thì rất là mới luôn. Đó. Vứt ngoài bãi cho nên nó hơi ảnh hưởng của môi trường tí thôi, chứ cái này rất là mới ha. Anh em thấy thậm chí cái số dán này còn luôn. Rồi ok, cặp này thì giá là 170 ha. Được 6 số và rất là chắc chắn cho anh em sử dụng. Rồi ok, mình tổng quan sơ lại để anh em có thể dễ dàng lựa chọn ha. Hôm nay lên cũng không có nhiều nha. Anh em nào quan tâm thì anh em vui lòng xem thật kỹ, đặc biệt về hình dạng, kích thước, mô tả của mình để anh em lựa được đúng cái món nó phù hợp với nhu cầu của mình nha. Xin chào, cảm ơn anh em nha.